Con người á, nó vẫn có ý thức, nhưng mà nhiều khi cái nóng nảy nó quên đi, nó nói những lời khó nghe, nhưng giây phút nào nó tĩnh lặng, nó nhìn lại, nó nhìn lại nó phải có thấy cái sai của nó. Cho nên mình mới, tại sao mình mới sám hối, tại vì có đôi lúc mình cũng thấy mình sai, phải không? Thấy mình sai cho nên mình mới đi sám hối đó. Chứ nếu mà người mà không thấy sai là đời nào xin lỗi và đời nào sám hối. Cho nên mình phải tin một điều rằng tất cả chúng sanh, con người, ai cũng có cái ý thức. Nói theo từ cao siêu của nhà Phật là Phật tánh, giác ngộ. Nhưng mà lúc nó giận quá, nó thấy cái gì ngộ nó mới giác. Mà mình nói lạng quạng, nó giác nó liền mình. Thành thử ra khi nó nóng đừng có nói, tại lúc đó mình phải giác ngộ hơn nó, để không thôi nó thấy cái gì ngộ nó giác mình. Cho nên có những lúc đạo là bổn phận. Đi ra đường gặp có những cái lúc mà người ta không sống đúng, mà mình hiểu được cái đó, chân lý cuộc đời là vậy. Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo. Khi thương cao sáu bổ ba, ghét nhau cao sáu bổ ra làm 10. Nhưng mà không sao, nó biết bổ là cũng mừng rồi, sợ nó bầm thôi. Cho nên ngài Phú Lâu Na, một trong những vị đệ tử mà giỏi thuyết pháp của Đức Phật, khi mà đến đó, Đức Phật nhờ đến đó thuyết pháp, thì Đức Phật hỏi trước ạ, bữa nay ông đến cái vùng đó, dân họ dữ lắm mà, họ chửi bới, họ đánh đập á. Ngài Phú Lâu Na nói, dạ, nếu họ có chửi con vẫn thấy họ hiền, tại họ mới chửi chứ chưa đánh. Rồi nói, Đức Phật nói, rủi họ đánh ông thì sao? Họ lấy cây họ đánh ông thì sao? Nói, dạ, họ lấy cây họ đánh con vẫn thấy họ hiền, họ chưa lấy dao họ rượt con. Rồi Đức Phật hỏi, rủi mà họ lấy dao họ rượt ông thì sao? Nói, dạ, con cũng nghĩ vậy cũng tốt, con chết cho chánh pháp. Ở đây á, thưa đại chúng á, Pháp Hòa muốn nhắc như vậy để cho tất cả chúng ta hiểu rằng khi chúng ta nói chúng ta là đạo Phật thì đừng hiểu rằng đạo đây là một tôn giáo tín ngưỡng, vì Phật giáo không không có quan trọng cái đó. Cái quan trọng ở đây á là chúng ta sống được với cái bổn phận, sống thấy được chân lý, thấy được con đường mình đi. Mà người có tỉnh, bởi cho nên phải thêm chữ Phật. Phật là gì? Là tỉnh thức giác ngộ. Mà người tỉnh thì không bao giờ tìm đường sai, mà lỡ đang đi sai nhờ tỉnh cho nên quay lại tìm cái bờ giác. Cho nên nhà Phật mới có câu gì? Nhà Phật mới có câu là khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn, biển khổ mênh mông quay lại là bến. Phải không? Quay lại là bến. Người ta còn nói câu gì nữa? Đồ tể mà bỏ dao tức khắc làm Phật. Thì ở đây á, Đức Phật muốn chỉ cho mọi người một điều rằng ai cũng có khả năng tỉnh thức giác ngộ. Nhưng vì chúng ta bận rộn trong cuộc sống, giao tiếp với những cái sai lầm, cho nên thỉnh thoảng chúng ta lạc đường. Ở đây có ai mà thỉnh thoảng hẹn với bạn lái theo xe không? Lái theo xe có họ lái lạc mình lạc theo á, có không? Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là hẹn đi theo sau họ, nhưng mà nhìn sao họ đi trước, mình nhìn xe người ta mà tưởng xe họ đi theo, một lát ta đậu vô nhà người ta, ủa anh dẫn tôi đâu vậy, bước xuống xe, not my friend. Có không? Vậy thì đôi khi chúng ta cũng muốn tìm đường lắm chứ, phải không? Nhưng mà chúng ta không đủ cái tỉnh giác, nhận thức. Giống như mắt mình nhìn không lanh, bạn mình đi tuốt trước mà tưởng trước đây là bạn mình, đi theo họ. Nhưng không sao cả, lỡ rồi thì nhận ra được thì quay lại về. Cho nên bây giờ đây, khi quý vị hiểu được như vậy rồi, không bao giờ mình rời đạo Phật. Nấu ăn cũng là đạo. Đang làm gì? Tôi đang làm đạo Phật. Nghĩa là bổn phận của người vợ, người cha, người chồng, người em, người chị. Rồi hôm nào mình đang nhẫn nại đi vô chùa làm công quả mà bị chửi mới chết, nhưng mà nhẫn được. Hỏi chị đang làm gì? Tôi đang làm bổn phận
Bổn phận là gì? Là chân lý của cuộc sống. Người ta bất bình thì người ta phải nói sai thôi. Mà người ta nói trật mà mình giận họ nữa, cái họ bơ cũng đâu khác gì đâu. Kẻ chính là người nữa cân. Họ đã sai cái chỗ hiểu lầm, rồi mình biết họ lầm mà mình vẫn giận theo cái lầm họ thì mình đâu phải người tỉnh. Phải không? Cho nên người tỉnh thì không giận những người đó. Mà khi nào họ, nhưng mà mình sẽ nói cho họ biết những lúc họ nguội chứ không phải im lặng. Những lúc nào cần nói sẽ nói và đợi lúc nói. Cho nên người tỉnh sẽ làm tròn cái chân lý của mình, nói cho họ nghe nhưng khi họ yên lắng, khi tâm mình bình an chứ không phải nín thinh. Vậy thì tu cũng không phải để lỗ lã, mà tu có lời. Có lời là sao? Khi mà mình biết việc đó không nên nói sẽ không nói, và đợi lúc nào đúng duyên, đúng lúc, đúng việc chúng ta sẽ nói. Vì chúng ta một khi mà invest, đầu tư là phải có lời. Không ai biết lỗ mà vẫn đưa vốn vô hết. Cho nên biết người ta đang nóng giận mà nói sẽ không có kết quả. Mà một hồi mình không có kết quả, chính mình cũng sẽ lôi cuốn theo cái vòng giận tức đó. Rốt cuộc rồi thì mình không học được những cái điều mà chúng ta thường đã học. Thì hôm nay Pháp Hòa giới thiệu như vậy để tất cả đại chúng hiểu đạo là gì. Nhớ ba chữ đó không? Đạo là bổn phận, đạo là con đường giác ngộ tỉnh thức, đạo là chân lý. Thí dụ như trong tính tâm minh đó, ngài Tăng Sáng có câu đầu đó, chí đạo vô nan. Cái chỗ đến với đạo nó không khó. Thì cái chữ đạo này ngài muốn nói không phải là con đường, phải không? Mà ngài muốn nói đến chân lý. Mình muốn đạt tới cái chỗ chân lý không khó, chỉ cần quay trở lại sáng soi chỗ đó, chân lý nó có mặt. Cuộc đời có đến có đi, có còn có mất, có thương có ghét, có thắng có thua, có thành có bại, có trẻ có già. Nghĩ lại coi có cái gì mà nó không có cái hai cái đối, hai cái mặt của nó không? Nghĩ lại thứ. Có lùn, có cao, có mập, có ốm. Thấy không? Như vậy cuộc đời này là cuộc đời của đối đãi. Hễ người ta đối mình vậy thì mình phải đối làm sao đó cho nó tương đồng. Rồi hễ mà ta xấu với mình cái mình cũng kiếm làm sao cho nó xấu bằng hoặc xấu hơn. Cho nên hiểu được như vậy rồi đó, chúng ta thấy được một ngày nào mình tu rồi thì mình vượt cái đó. Mình vượt cái đó thì cho nên nhà Phật dùng cái chữ vượt là gì? Mình nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, nhà Phật gọi là thoát luân hồi. Như vậy quý vị hay nghe nói câu là tu để khỏi luân hồi. Chữ luân hồi là gì? Vòng vòng. Ăn miếng trả miếng, ta chửi mình chửi lại, rồi cứ đối tối ngày cứ lẩn quẩn như vậy. Thí dụ bây giờ quý thầy đi tu nè, hay là quý sư cô đi tu đi, nếu theo thế gian thường mình làm gì? Trời mưa lâm râm mà cây trăm có trái, con gái phải có chồng, đàn ông phải có vợ, đàn bà có con đó, mình đi theo cái vòng đó. Cái hôm nào mình nói không, tôi quyết định rồi, tôi dâng đời tôi cho Tam Bảo, tôi không chịu khổ một người, thà tôi cực nhưng mà cực lợi cho nhiều người. Mình nhảy ra khỏi cái vòng thường tình đó. Đó là một hình thức vượt luân hồi, vượt cái lòng lẫn quẩn đó. Hiểu ý không? Rồi, đó là cái văn bản ha. Rồi mai mốt mình sống trong cuộc đời này, người ta thường hay nói, xin phép đại chúng và sám hối và nói, đây là một cái ví dụ thôi nha. Ví dụ người ta nói là cái chỗ tiệm làm nail là cái chỗ rắc rối, mà gọi là nhiều tranh đấu, nhiều phiền muộn, đủ thứ đi. Nhưng nếu tự thân mình, mỗi Phật tử sống mà ráng vượt cái đó là mình vượt luân hồi. Người ta, bây giờ sáng nào ra cũng vậy hết, ngày nào cũng giống nhau hết á. Bữa nào mình nói không, bữa nay tôi biết rồi, tôi biết cách sống. Nói biết tu chưa dám nói, tôi biết cách ứng xử, tôi biết cách sống. Bữa nay mấy chị cứ dành hết đi, đứa nào dư để tôi. Vậy vì tôi thấy tôi dành hoài rồi, hãy được đứa nào tôi cũng phải mệt sức. Dành xong ngồi thở muốn chết. Tôi thấy là tôi cũng khổ dữ thương. Cho nên không có cái, không có một cái ăn nào mà không khổ hết không. Tại vì sở là sao? Tại vì mình phải kiếm. Còn nếu mình đợi mọi việc nó đến với mình thì, nếu mà tất cả mọi người cứ sống theo trật tự đi,
tới phiên ai nấy làm thì có gì để nói. Mà toàn là mình đảo lộn trật tự không thì mới có chuyện. Thì bây giờ một người tỉnh thức hơn đó, vượt khỏi cái vòng đó, gọi là vượt vòng luân hồi. Pháp Hòa bày cho vị cái chư vị cách sống. Khi mà nói luân hồi thì đừng đợi tới chết rồi tu thành Phật rồi luôn thoát luân hồi. Bây giờ ngay cái luân hồi trong tiệm mình nè. Sáng là tôi giận cho tới giờ về. Mà một năm không dám nghỉ ngày nào hết. Đi chơi cũng phải tranh thủ về để luân hồi khổ đau tiếp tục. Rồi bây giờ mình hỏi mình, mà hỏi ra thì lúc nào còn muốn an lạc, muốn giải thoát. Nhưng tại sao cái vòng luân hồi đó mà chúng ta chưa bao giờ phản tỉnh? Quý vị hiểu được chỗ đó mà muốn nói ha. Đừng đợi chết thành Phật giác ngộ. Mình phải giác ngộ. Tại vì đạo Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Bây giờ mình tỉnh thức giác ngộ ngay những gì trong cuộc sống của mình. Bây giờ cái con đường của tôi đi mỗi ngày là con đường tối tăm. Mà hôm nay tôi quyết định rồi, tôi phải nhảy ra khỏi con đường tối tăm này. Vậy thì ngay lúc này đạo là con đường, quay con đường sáng. Rồi bây giờ mình vô trong đó hỏi ra toàn Phật tử không nghe. Vô cũng thấy bà nào cũng ở trong chùa không nghe. Thầy Pháp Hòa mở từ sáng tới tối. Nhưng mà tới hồi tôi lên cơn rồi kệ ổng. Ổng nói vậy đó. Bây giờ là không có hòa gì nữa, tôi đang phát hỏa nè. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên tu ngay giây phút này. Mình phải làm sao đạo Phật ngay trong cái đời sống của mình á, thì đạo Phật có giá trị. Còn nếu quý vị đợi tới vô chùa mặc áo tràng đi dự khóa tu để tìm đạo Phật đó im lặng quá, có ai nói gì đâu. Mình phải thấy đạo Phật là bổn phận của mình, là con đường của mình, là chân lý của mình, ngay trong những lúc khó khăn rắc rối ở chỗ làm, ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thế thì đạo Phật mới làm đúng bổn phận của mình, đó là đạo cứu khổ. Khổ cái gì? Ai mở miệng ra cũng tiền tài như phấn thổ. Nhân nghĩa mới là kim ngân. Lúc nào mình cũng nói vậy đó. Tiền tài là rác rưới, là bụi bặm, là phấn thổ. Nhân nghĩa mới là quan trọng. Nhưng khi mà đụng vô cái quyền lợi của nhau thì mình không làm được. Thì bây giờ mình làm sao để cho đạo Phật có mặt soi sáng giây phút đó với mình? Mình đang tối tâm đó, mình đang đi vào con đường của lợi danh, của tiền của đó. Bây giờ mình làm sao mình chuyển lại? Thôi, mình đến đây mọi người đều chia với nhau mà sống, thì nhường với nhau mà sống. Tại vì làm sao để còn gặp nhau cho vui vẻ, để còn gặp nhau cho vui vẻ, rồi còn gì nữa? Còn hiểu được với nhau là mình là một chúng sanh. Nếu nói chung là mình mà đồng bào, hễ ai sanh trong bụng là đều là đồng bào hết. Mình là đồng hương, mình là đồng đạo. Mà tại sao mình không đồng tâm, đồng lòng, đồng chí, đồng nguyện, đồng hành, đồng tu, đồng chuyển, để mình đi tới cái chỗ là giai cộng thành Phật đạo. Phật đạo là đạo con đường tỉnh thức giác ngộ. Vậy đừng đợi ngồi bông sen, đừng đợi bay trên hư không phóng hào quang. Hãy phóng hào quang liền ngay những lúc đó. Quý vị đọc cái bài Quan Âm: trí tuệ bừng lên đóa biện tài. Trí tuệ mà sáng lên rồi á, nó có cái biện tài để sống. Trí tuệ bừng lên đóa biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Mỗi ngày của đôi chúng ta là một cơn sóng. Chúng ta không có khả năng làm cho hết sóng, nhưng chúng ta có khả năng đi với cơn sóng. Đứng yên trên sóng sạch trần ai. Chúng ta không thể làm cho ngoài đường hết mưa, nhưng chúng ta có thể cầm dù đi dưới mưa, mặc áo mưa đi dưới mưa. Chúng ta không thể nào làm cho hết nắng, nhưng chúng ta có kem thoa nắng, chúng ta có nón đội. Chúng ta không thể làm cho mặt đất đừng nóng, nhưng chúng ta có đôi dép.
Quý vị hiểu nha. Chúng ta không thể làm cho trời hết lạnh, nhưng chúng ta có áo lạnh. Đứng yên trên sóng sạch trần ai, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh. Đâu phải nằm trên giường mới kêu bệnh đâu. Có nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày chúng ta khổ nhiều hơn bệnh. Ung thư không có, cao máu chưa có, cao mỡ không có, mà khổ lắm. Hỏi chị có bị cao máu không? Máu lúc nào cũng cao, chỉ bấm nút là nó trào. Cho nên kêu trào máu. Trí tuệ bừng lên đóa biển tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh. Bệnh thân thôi, khổ cái tâm. Mà nhiều khi đang sống 20 tuổi khỏe mạnh nhưng khổ, 30 tuổi rất đẹp, rất có tiền mà khổ. Như vậy thì đời sống của chúng ta không phải chỉ bệnh không, mà chúng ta cái khổ nó trùm cả cái bệnh. Có đôi khi không bệnh mà khổ, có khi thì sao? Luôn bệnh và khổ. Cam lồ chữa lạnh. Cam lồ là gì? Là giọt nước trong sạch, là thanh lương. Cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch buổi nguy tai. Cam lồ đây là tượng trưng cho giọt nước tình thương. Thấy không? Hào quang đây là tượng trưng cho hiểu biết, ánh sáng. Người có thương là có hiểu. Cho nên hai cái có công năng chữa trị. Cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch buổi nguy tai. Liễu biết, quý vị biết cây liễu của Đức Quan Âm không? Cái nhành dương liễu Đức Quan Âm nó mềm mỏng lắm. Qua phải, qua trái, nó cái nhành liễu nó đi theo được hết, nhưng nó không có gãy. Cái nhành liễu đặc biệt là nó không có gãy là tại vì nó mềm mỏng lắm. Gió bên phải nó theo bên phải, gió bên trái nó theo trái, nhưng khi gió dừng thì cái nhành dương nó trở lại vị trí cũ của nó. Mình tùy thuận chúng sanh, nhưng không để cho chúng sanh làm khổ mình. Mình vẫn ở lại cái vị trí đó của mình. Cây liễu đó, liễu biết phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài. Sen á là tượng trưng một loài hoa không có nhiễm ô, ở trong bùn mà không có nhiễm bùn. Cho nên Phật ngồi trên hoa sen, Phật đi trên hoa sen. Và nhất là cái mùa Phật đản nè, quý vị đi chùa nào quý vị cũng thấy, một là bày vườn lâm tỳ ni, còn không thì bày ra Đức Phật đản sinh. Và nói rằng thuyết pháp thì nói là Đức Phật đi 7 bước, mỗi bước chân Đức Phật có đỡ hoa sen. Còn mình giờ hỏi là mình có bước chân mình có nở hoa sen không? Mình có nở hoa sen không? Hay nở hoa gai? Hay nở hoa hồng thí dụ? Đức Phật đi nở hoa sen thì người Phật tử bước chân nào mình đi cũng phải nở hoa. Nở hoa đây là tượng trưng cho cái đẹp. Mình đi cho, mình bước bước chân của mình, nghĩa là mỗi hành tác của mình nó phải đẹp. Liễu biết phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài. Đó là cái bài ca ngợi Đức Quan Âm. Nhưng mà chính bài đó là một bài, một cái bài pháp để cho chúng ta ứng dụng trong sự tu tập. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa không có nói cái gì cao siêu, chỉ muốn nói một cái đề tài gần gũi nhất mà chúng ta thường hay giới thiệu mình với mọi người. Tôi là Đạo Phật. Vậy thì từ đây chúng ta phải hiểu Đạo Phật qua 3 nghĩa. Và kể từ khi chúng ta nhận được 3 cái nghĩa này rồi thì cuộc sống mình lúc nào cũng sống với Đạo Phật hết. Có khi mình sẽ sống với bổn phận, có khi mình phải sống với chân lý, có khi mình phải sống với con đường. Ví dụ sáng ra đề máy xe đi, phải đi cho trúng đường mới tới trúng tiệm chứ. Đó là đạo rồi đó. Rồi bây giờ vô đây là phải làm bổn phận nha. Vô đây phải tỉnh thức giác ngộ nha. Cho nên ở đâu cũng có những sự tu tập hết. Hiểu được như vậy, Đạo Phật không có nằm trong kinh sách, không có nằm trong chùa, không có nằm trong chuông, trong mõ, mà nó nằm trong trái tim của chúng ta, cách sống của chúng ta, lời nói của chúng ta. Chúc đại chúng có được Đạo Phật như vậy.
Bây giờ ở đây có 3 câu hỏi. Quý vị ráng ngồi 3 câu hỏi nữa rồi mình nghỉ. Còn nếu mà sau đó ai muốn hỏi trực tiếp gì thì mình có thể theo đó mình sinh hoạt, nếu quý vị chưa mệt. Trong này có một câu hỏi. Kính bạch thầy, gia đình con có xây một ngôi chùa nhưng bị động chúng hoài không thanh tịnh, nhờ thầy chỉ dẫn cách nào cho con biết. Người ta thường nói xây chùa, đúc chuông, tạo tượng, in kinh, ấn tống là những công đức lành. Và mỗi một cái pháp mà chúng ta xây dựng nó có cái công năng giáo hóa chúng sanh. Ví dụ như đúc chuông có công năng tỉnh thức con người, in một quyển kinh có công năng cho người khác đọc để hiểu chân lý, xây chùa có công năng tạo một cái cơ sở cho người ta đến, người ta tập tu tịnh tâm. Tạo tượng Phật có công năng cho người ta hướng tâm, khởi tâm thanh tịnh. Công đức giống nhau hết, nhưng mà mỗi pháp nó có công năng của nó. Nhưng mà nghĩ cho cùng, cái chuông, tượng Phật, quyển kinh nó đều nằm ở trong đâu? Nằm ở trong chùa. Vậy thì chùa là nơi chứa đủ những cái pháp lành. Cho nên đạo, cái chữ chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn gọi là vihara. Mà cái chữ đó dịch được dịch nghĩa là gì? Là thanh tịnh xứ, hay là thân cận thiện xứ, viễn ly ác xứ. Cái nơi đó để gần cái thiện, xa cái xấu. Mình xây chùa, mình bỏ công của ra xây. Nhưng mà nếu chúng ta xây dựng bằng công của mà chúng ta có luôn cả cái tấm lòng của mình thì cái này nó trọn. Thưa đại chúng, khi quý vị mà trộn xi măng á, mình phải phối hợp xi măng với gì? Nước, cát. Nhưng mà nếu như mình trộn xi măng nhưng mà xi măng ít hơn cát thì cuối cùng cái tòa nhà đó sao? Nó phải sập. Phải không? Cũng như thế. Coi chừng khi chúng ta xây chùa, chúng ta xây bằng tiền của nhiều hơn là tâm. Khi chúng ta xây chùa rồi thì cái chùa nó phải có vật chất trong đó, ví dụ Phật tượng vân vân. Nhưng ngôi chùa không thể không có người ở, không có người tới. Mà chùa mà không tới, không ai ở, ta kêu chùa Bà Đanh. Thật sự ở Việt Nam mình có chùa Bà Đanh. Nhưng mà ngày xưa cái chùa đó nó ở rất xa, mà cái chỗ đó nguy hiểm lắm, cọp beo đồ nhiều, người ta không dám tới. Lâu ngày nó vắng. Nhưng mà vì ở cái vùng đó có một cái làng hay cái gì đó tên là Bà Đanh, thì lâu ngày cái chùa đó được gọi theo cái vùng đó. Nhưng mà vì nó vắng vẻ không ai tới. Nhưng ở đây là một cái ví dụ thôi. Thì Pháp Hòa trở lại vì câu hỏi là mình xây chùa nhưng mà động chúng. Tại sao động chúng? Là tại vì mình không có hết lòng xây dựng chúng. Xây chùa rồi, phải xây người. Nếu mà nơi chở ở có thì bây giờ Pháp Hòa nói gần đây nè, đó. Quý vị xây một cái nhà, làm một cái nhà, tạo một gia đình mà mình không có bao giờ quan tâm con cái mình, thương yêu con cái mình, thấu hiểu con cái mình, nó ở với mình không? Không. Ví dụ dù nó không ở với mình nhưng mà tình thương cha mẹ có mặt thì nó vẫn về, nó giúp mình trong cái tình nghĩa ấm áp. Cho nên mình xây chùa là một việc, nhưng chỉ đừng xây bằng vật chất mà thiếu cái tâm thành. Quý vị biết hộ pháp, quý vị thường hay gọi hộ pháp phải không? Các vị hộ pháp. Tại sao vị đó được gọi là hộ pháp? Vì ông chỉ hộ cho người nào có pháp và nơi nào có pháp, ông mới làm cái việc hộ pháp. Vì cái việc của ông là hộ pháp. Nhưng mà nếu chỗ đó không có pháp thì làm sao ông hộ? Cũng giống như quý vị nói là tôi chỉ giúp cho người nghèo, mà người đó không có người nghèo lấy gì giúp. Tôi chỉ, cho nên cái vị hộ pháp chỉ hộ nơi nào có pháp thôi.
Sở dĩ trong này nó không yên là gì? Mình thiếu cái sự tu tập. Cái thứ hai á, mình xây mới có cái chùa thôi mà chưa xây dựng ngôi tâm bảo. Nó mình đừng có tưởng là có tượng Phật, có quyển kinh, có ông thầy, cái kêu là ngôi tam bảo. Cái này gọi là thế gian tam bảo. Chút nữa quý vị quy y đó, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Rồi quý vị tưởng lại ông Phật, lại ông thầy, lại cuốn kinh, được. Nhưng cái đó chỉ là thế gian tam bảo thôi. Ông thầy có ngày cũng chết, quyển kinh có ngày cũng rách, cũng hư, ngôi tượng Phật có ngày cũng bể, cũng vô thường. Thế gian tam bảo, nhưng nhờ thế gian tam bảo dẫn dắt mình trở về để mình nhận ra tự tánh tam bảo. Phật ở lòng mình, Pháp, Phật là sự giác ngộ nơi mình, Pháp là cách sống tỉnh thức thương yêu nơi mình, Tăng là một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp ở nơi mình. Mình có đủ ba yếu tố đó: yếu tố tỉnh thức, yếu tố từ bi trí tuệ, yếu tố sống hòa thuận. Như vậy tam bảo bên ngoài là phương tiện, là hình thức để chúng ta nhận, rồi đem nhận ra tam bảo nơi tự tâm. Cho nên cái gì mình xây cũng được hết, chứ không phải coi chùa không đâu. Cái quan trọng là giữ chùa. Đó, đi tu cũng nhiều lắm chứ, cạo đầu đi tu cũng có đó, nhưng mà giữ tâm tu. Rồi làm quy y là quy y cũng gần gần vậy đó, nhưng mà giữ bổn phận mình là một Phật tử được không? Cho nên giữ được cái đó, cái khó. Đám cưới không có khó, giữ hạnh phúc mới khó. Có con không có khó, nuôi con được thành một cái người tốt mới khó. Cho nên cuộc đời này cái gì mình tạo thì dễ, nhưng giữ nó và làm cho nó đẹp ra khó. Mua bông về không có khó, cắm bông mới khó. Cắm bông không có khó, biết giữ bông mới khó. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh nó có những cái quý nè. Trên đời quý nhất là người nói Pháp. Nhưng mà người nói Pháp không quý bằng người chịu nghe Pháp. Người chịu nghe Pháp không quý bằng người biết Pháp. Người biết Pháp nha, thế nào là biết? Hỏi, chị biết Tam Bảo không? Biết Phật Pháp Tăng. Chị biết Tam Độc không? Tham Sân Si. Chị biết Tam Nghiệp không? Thân Miệng Ý. Chị biết Tứ Nhiếp Pháp không? Bố Thí, Ái Ngữ, Lợi Hành, Đồng Sự. Cái đó mới biết thôi. Nghe Pháp xong nói nhiều, nhờ có thông minh biết hết. Cho nên người nói Pháp quý, người nghe Pháp quý, người biết Pháp quý. Nhưng người biết Pháp không quý bằng người hiểu Pháp. Hiểu không? Anh nói Phật mà anh hiểu Phật là gì không? Anh nói Pháp mà anh biết Pháp là gì không? Anh nói, anh hỏi anh Tam Bảo, anh trả lời được là anh biết, nhưng anh chưa hiểu và anh chưa ứng dụng. Cho nên cuối cùng người mà quý nhất là người hành Pháp. Nói Pháp, nghe Pháp, biết Pháp, hiểu Pháp không bằng người hành Pháp. Cho nên Phật giáo cần người hành, cho nên gọi là hành giả. Tôn hành giả đó, nhớ không? Đạo Phật không cần học giả. Học giả chỉ là học thức, học vị thôi. Cần người ứng hành, cần người hành Pháp. Cho cái chuyện này là đề tài lớn để bàn lắm đó. Mình nói sơ sơ vậy thôi. Kính bạch thầy, cho con hỏi câu như sau: hơn thống lãnh cõi đất, hơn thống lãnh cõi trời, hơn làm vua cả vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Câu này trong kinh Pháp Cú. Trong này nói ba cái hơn nhưng mà không bằng một cái dưới. Đây nè. Một cái người mà thống lãnh cả cái mặt đất này, tạm gọi là thổ địa. Cho người dù người đó thống lãnh cõi đất, hay là người đó thống lãnh cõi trời, hay là người đó thống lãnh cả vũ trụ này, cũng không bằng một người chứng được quả dự lưu. Quả dự lưu là quả gì? Trong Phật Pháp tu tập, chúng ta có bốn quả chứng. Thứ nhất là Tu Đà Hoàng. Thứ hai là Tư Đà Hàm. Thứ ba là A Na Hàm. Thứ tư là A La Hán. Thì cái quả đầu tiên á, cái kết quả đầu tiên mà người tu có được á, là dự lưu. Vì chữ Tu Đà Hoàng á, là tiếng Phạn. Tu Đà Hoàng là tiếng Phạn, được dịch là dự lưu. Dự là gì?
là tham dự, nhập vào. Lưu là một dòng sông. Mình nhập được vào cái dòng sông đó rồi á, mình không có ra nữa. Nghe không? Đây là sơ quả. Có khi gọi là quả nhập lưu. Dòng sông này không phải là dòng sông ái nhiễm, mà dòng sông của Bậc Thánh. Cho nên gọi là dự lưu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha. Bây giờ tất cả chúng ta hiểu được lời Phật dạy. Chúng ta ứng dụng, chúng ta sống rồi. Có ai nói gì thì nói, mình không bao giờ thay đổi cái tâm đức tin của mình, không thay đổi cái con đường tu tập của mình để chứng quả dự lưu. Nhưng mà cái người chứng được cái này phải bỏ được những cái cơ bản thô thiển, đó là tham sân si. Cho nên á, ông làm chủ cõi đất, ông làm chủ cõi trời, ông làm chủ vũ trụ, nói đơn giản không bằng một người làm chủ cả tham sân si. Đúng không? Làm vua mà không thắng được tham sân si thì sao? Nghe lời, nghe lời của nịnh thần mà hại trung thần. Cho nên làm cái gì không cần biết, nhưng mà người không thắng được. Cho nên mình làm thống lãnh cái gì không cần biết, mà thống lãnh được bản thân con người mình. Những cái yếu tố tiêu cực nơi mình, đó là tham sân si. Đó là nói căn bản nha. Chị chưa nói tới là nó còn tiếp diễn nữa là mạn nghi ác kiến, thân kiến, tà kiến, biên kiến, giới cấm thủ. Cho nên cái câu này nó đơn giản nghĩa là vậy. Thôi bây giờ quý vị cứ hiểu đơn giản đi. Làm chủ mặt trời, làm chủ cõi đất, làm chủ cõi trời, làm vua của vũ trụ này không bằng mình làm vua của chính con người mình. Thắng được con người mình là thắng tham, thắng sân, thắng si. Cho nên đó, nhiều khi mình lấn người ta, mình áp đảo người ta, mình chửi bới người ta nín đó, đừng nghĩ mình hay. Đừng nghĩ mình hay, thấy không? Tôi giữ nó, nó mới im. Như vậy mình còn khoe mình giữ, ta mới im chứ. Chứ nếu mình có cái đức á, mình vừa bước tới người ta im, cái đó mới hay. Còn mình áp đảo người ta để người ta im. Cho nên nhà Phật cũng vậy á, nó có hai loại kính. Kính thương hay là kính sợ. Một cái người làm boss, làm chủ á, mà có đạo lý, khi hướng dẫn cho nhân viên người cấp dưới á, mà có lý lẽ, có đạo đức á, thì người ta vừa sợ mà vừa kính. Còn nếu mà mình á, lý lẽ của mình á, là không có đúng, mà mình hay áp đảo người khác bằng chức quyền của mình á, thì người ta sợ thôi. Vì người ta sợ cái chức của mình, người ta sợ cái quyền của mình, người ta sợ cái thế của mình, mà trong lòng không kính. Thành thử ra người ta sẽ làm đúng hết việc của người ta, mà đúng tiêu chuẩn, đúng mức của việc làm, người ta không làm hơn. Ví dụ như giờ á, người ta có thể hà tiện cái đó cho mình á, nhưng mà tại người ta không thích mình, người ta làm xả láng. Thành thử ra mình sẽ lỗ lã nếu chúng ta không đủ tư duy quán chiếu. Làm một người chủ mà làm chủ tham sân si mình, cái đó mới hay. Cho nên thỉnh thoảng Phật tử cứ mời Pháp Hòa ra cúng tiệm. Làm chủ mà, làm chủ tiệm mời chủ chùa. Mời thầy ra cúng tiệm này tiệm kia vậy đó, Pháp Hòa cũng đi. Nhưng mà đi xong là thuyết, cúng xong rồi nói: hôm nay quý vị mời quý thầy ra để mừng cái nơi quý vị vừa có được cơ sở làm ăn mới. Cơ sở này mình làm ăn có nhân viên, có người làm. Hôm nay quý vị được chính thức làm chủ. Những người kia là gọi là nhân viên. Họ đóng cái vai nhân viên để mình được làm một cái vai của người chủ. Nhưng mà làm chủ tiệm mà không thương người nhân viên, không có không có biết cái tình thương đó, thương nhau đó, họ sẽ phung phí của mình, họ làm hại cái tổn thất của gia của cái cơ sở làm ăn của mình. Cho nên ráng làm chủ được tham sân si thì mình được nắm trọn vẹn, nắm người và nắm của. Cho nên nhớ đừng bao giờ mà để mất con tôm mà chưa ham con tép. Khi mình làm chủ được cái tham sân si mình đó, mình chẳng những nắm được con người mà mình nắm được luôn tiền của mình. Tại người ta không có phung phí của mình, người ta không làm tổn thất của mình. Rồi cuối cùng á, Phật dạy bài kinh khác: trên đời này cố gắng đừng làm những sự tổn thất. Trong đó có một cái là đừng để tổn thất tình cảm.
tổn thất tiền của là một việc rồi. Đức Phật nói làm ăn cực khổ, đừng để tổn thất tiền của bằng xì ke, ma túy, rượu chè, cờ bạc, phung phí không cần. Nhưng mà cái đó là tiền của. Nhưng cũng có một cái nữa không nên tổn thất, là tổn thất tình cảm. Mà quý vị thấy trên đời này nhiều khi tiền của mất thì dễ chịu, chứ mất tình cảm khó chịu lắm. Mà hãy mất tiền rồi thì không có sao, chứ mất tình cảm rồi lại đi đâu mắt nó không bình thường. Tại vì nó thấy nó quýt không thay gì. Cho nên là cứ đi làm mắt kiếm hoài vì nó tăng độ. Cho nên là Đức cho trong kinh nói cái điều thực tế lắm. Từ đây qua 10 muôn ức cõi, có một thế giới tên là Cực Lạc. Có ai đọc kinh Di Đà đó? Từ đây quá 10 muôn ức cõi, có một thế giới tên là Cực Lạc. Vậy thì đối với Cực Lạc ở đây là cực gì? Cực khổ. Vậy thì cái chỗ mà chúng ta chưa vượt được thì chúng ta là cực khổ. Mà vượt được 10 muôn ức cõi đó là vượt cái gì? 10 đây là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Vượt được 10 cái đó, tâm mình an lạc, cõi nào cũng là cõi cực lạc. Nhưng mà đâu phải dễ, 10 muôn ức cõi. Nghĩa là tù dữ lắm đó. Nội cái ba cái thằng đầu thôi là mình cũng khổ với nó rồi không? Có một cái khổ là tham sân si mạng nghi á. Nghi là nghi ngờ đó. Mạng là kiêu mạn đó. Mà nói về kiêu mạn Phật cũng nói về kiêu mạn Phật cũng dạy mình có những loại mạng. Nghĩ mình đẹp chê người xấu cũng là một loại mạng. Nghĩ mình giàu chê người nghèo là một loại mạng. Nghĩ mình khỏe chê người yếu là một loại mạng. Đó, ý mình trẻ chê người già là một loại mạng. Cho nên nhiều khi á, cái mạng của mình á, tức là mạng là gì, là cống cao, coi mình hơn người. Nhưng mà nó có nhiều loại coi hơn người lắm. Có nhiều khi mình thấp, nhưng mà có một cái hơn là mình giàu. Cho nên mình quên là mình thấp hơn người ta, mình quên đó. Mà người cao hơn mình, ta nói, anh thấp hơn tôi. Phải không? Nhưng mà cho nên trong cuộc sống, chúng ta cứ lẫn quẩn làm khổ nhau. Người cao chê người thấp. Mà người thấp ngạt cái nó giàu hơn anh cao. Cho nên cứ lẫn quẩn luân hồi, phải không? Vượt cái đó, thấy cực lạc. Cho nên kinh nói thật chứ đâu, kinh đâu nói giả đâu. Quá 10 muôn ức cõi, có một thế giới tên là cực lạc. Còn anh chưa qua được cái đó, anh lẫn quẩn dưới này thì kêu là cực khổ. Cho nên cuối cùng cực lạc, cực khổ song song. Hai đường cực hết, biết dông đường nào. Rồi câu hỏi cuối nha. Bạch thầy, con đạo Công giáo hơn 20 năm. Con có đi nhà thờ và chồng con đạo Phật. Bây giờ con muốn quy y theo Phật có được không? À, có tội không? Ai bắt tội đâu mà lo. Mình tu chứ mình có làm gì sai đâu. Quy y để làm gì? Để giữ năm cái đạo đức. Thứ nhất, tôn trọng sự sống, không giết người hại vật. Tôn trọng tài sản của người khác, không gian tham trộm cắp. Tôn trọng hạnh phúc của mình và của người, không quan hệ tình cảm tà hạnh. Tôn trọng những lời nói với nhau, cho nên không nói những lời khiếm nhã, những lời chửi bới, mà phải tập nói lời ái ngữ, thực tập lắng nghe. Và tôn trọng thân thể này cho cha mẹ cho mình, không tổn hại thân này bằng rượu, xì ke, ma túy. Năm điều này có phải riêng của đạo Phật không, hay là tất cả con người nên có? Tất cả con người sống ở đời nên có. Nhưng mà cho dù quý vị chưa quy y thọ giới, quý vị đã từng sống với năm điều này chưa? Có rồi. Chứ không phải là không. Không ít thì nhiều thôi, không nhiều thì ít. Nhưng hôm nay mình phát nguyện làm lễ để chi? Để mình chính thức đưa năm cái này vào trong tâm thức bằng lời phát nguyện của mình. Như vậy mình đạo gì cũng không sao. Tại vì nãy Pháp Hòa nói rồi, quý vị có theo đạo Phật đâu phải là một tôn giáo tín ngưỡng một đấng thần linh. Mà quý vị có một bổn phận, có một con đường, có một chân lý sống. Như vậy thì
Nếu mà người mà sống trên đời mà không có chân lý, không có lý lẽ là chết thiên hạ làm sao? Cãi lan ba, cãi ngang ba làng, cãi không lợi là chắc chết. Cho nên người có chân lý là biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải quấy, sống có chân lý. Và đi biết tìm con đường đúng cho mình đi, biết bổn phận của mình phải làm. Vậy thì đạo Phật này có phải là một tôn giáo tín ngưỡng đâu mà lo. Nó chỉ là một sự trở về để nhận những cái sẵn có nơi chúng ta. Cho nên không có gì trở ngại cả. Rồi hết giờ rồi. Giờ mình bonus đi. Đó. Có ai có câu hỏi không? Con không hiểu nói, con biết nói thầy có hiểu. Có nghĩa là xin thưa câu hỏi là thông thường trong cái cách tụng kinh mỗi ngày á, sau khi một giờ hay là một cái buổi hành trì của mình xong, dù là niệm Phật hay tụng kinh hay trì chú gì đó, nói chung là một giờ hành trì xong thì mình có hồi hướng. Thì câu hỏi là mình có nên mỗi một lần là mình hồi hướng không? Thí dụ bây giờ ngày nào 7 giờ mình tụng kinh xong cái mình hồi hướng, phải ấy không? À, nếu một ngày mình tụng 4 lần thì hồi hướng 4 lần hả? Dạ không phải, ý con là con hồi hướng rồi, nhưng mà ví dụ bây giờ giống như là mình hồi hướng cho Ngũ Nguyện Thất Tổ mình, xong sau đó cái phần công đức mà mình đọc kinh xong mình chia làm 2 phần 3 phần, con nói ví dụ như vậy. Rồi cứ mỗi một ngày như vậy mình cứ nói như vậy hoài thì có được không thưa thầy? Hay là mình phải nhưng mà bây giờ nè, cái quan trọng là hổm rày chị có làm điều đó không? Rồi ở chỉnh có nói gì không? Cái quan trọng là ở chỉnh nghe. Thưa đại chúng là thôi bây giờ trả lời ngắn gọn. Ở trong cái pháp hành trì của đạo Phật có một phương pháp gọi là hồi hướng. Đây là một cái phương pháp để khởi cái lòng từ bi của mình và một cái tâm hướng về tất cả những người thân cũng như là những người chúng sanh nói gần, nói chung. Cho nên gọi là hồi hướng. Chữ hướng là mình hướng về, chữ hồi là mình quay lại mình. Vậy thì trước khi mình hướng cho người ta, mình phải hồi lại mình, là mình tu tập được cái gì để mình hồi hướng. Vì vậy cho nên mình hồi hướng là, thí dụ bây giờ con tụng xong một thời kinh, con xin hồi hướng cho cha mẹ ông bà Cửu Quyền Thất Tổ xong, rồi cuối cùng con xin hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, người âm người siêu. Cái sự mà nói mỗi ngày hay là một ngày nói 4-5 lần cũng không có sao. Quan trọng là mình có sức để nói không? Mà ở trển nghe mà có phiền hà gì mình không? Nhưng mà chị nhớ như thế này. Cái gì mình làm không phải do người ta nói. Mà mình thấy mình làm như vậy, mình cũng thấy ok, mình an lạc, mình bình thường, thì mình cứ làm. Rồi bây giờ mình làm vậy, cái người ta nói vậy, cái mình nghĩ làm. Mình nghĩ làm cái mình đem ra, mình hỏi một thầy, cái thầy đó kiểu nên làm, cái mình làm. Cái mai mốt thầy khác cái mình hỏi, cái thầy nó đừng làm. Rốt cuộc mình làm theo người ta không? Mình không làm gì theo mình hết á. Quý vị hiểu không? Đức Phật dạy á, đừng vội tin những gì dù lời nói đó được truyền đi truyền lại cả ngàn lần, cả triệu lần, hay là sách vở được viết lại hàng bao nhiêu năm. Thậm chí cũng đừng vội tin những điều gì dù chính tôi nói.
Nhưng mà nếu thiếu cái sự tư duy của mình, người ta nói là tại vì cái đó là cái nhìn của người ta, cái phía của người ta nói. Cái quan trọng là mình đang làm gì, mình thấy nó có gì sai, nó trật không, mình thấy mình an lạc được không thì mình cứ làm. Ví dụ như chị ăn cơm chị thấy ngon mà cái bà tiểu đường bà không thích cơm bà cứ ngồi bà rượu, bà cứ chỉ chỏ mình hoài, mắc gì mình nghịn cơm, thí dụ vậy, phải không? Thành thử ra đừng có quan trọng chuyện đó. Chuyện đó là mình biết là trong cái tu tập là có hồi hướng, và mỗi một bữa tụng kinh mình hồi hướng. Đó là mình nói một cái, đó là đạo lý. Cái thứ hai là này nè, cái gì mà có nhắc đi nhắc lại thì cái đó nó mới thành ra một cái khối trong tâm mình. Tại sao niệm Phật mình cứ niệm đi niệm hoài? Vì cho nó thành một cái khối, một cái dày đặc ở trong tâm thức của mình. Cho nên tại sao ngày nào cũng phải tụng kinh, cứ có nhiều kinh tụng hoài? Thì đó là mình muốn cái lời kinh nó thấm đậm ở trong tâm mình. Thì cái sự hồi hướng cũng có gì khác hết. Mỗi ngày tụng xong hướng tâm cho ông bà, cha mẹ, người thân và pháp giới chúng sanh. Nhưng bây giờ đặt một câu hỏi thứ hai. Nếu tụng kinh xong rồi, mình không nói gì hết, mình chỉ nói một câu là con xin hồi hướng công đức pháp giới chúng sanh, kẻ còn người mất đều được lợi lạc. Vậy thì có luôn cả thân nhân mình trong đó không? Có luôn. Ăn thua là mình muốn diễn đạt thôi. Cũng giống như người ta lên người ta nói kính thưa ông gì bà gì, những người quan trọng, xong cuối cùng ta nói sao? Kính thưa quý vị. Như chút đầu thôi, rồi nguyên cái bài diễn văn đó người ta muốn kính nữa thầy cũng nói kính thưa quý vị, chứ đâu ai lặp lại cái đoạn nãy nữa, hiểu không? Tất cả tùy mình. Mình làm sao để mình thấy cái việc đó nó nhẹ nhàng cho mình thôi. Nó cũng không có khác gì chuyện tụng kinh quý vị tụng lớn tiếng hay tụng thầm. Nó tụng lớn Phật mới nghe. Mình nghĩ là Phật đã biết rồi chứ đừng nói là tụng lớn nữa, phải không? Khởi tâm là nó đã thành câu chuyện rồi. Cho nên con người của chúng ta hay đem những cái tư duy thường tình của mình và gắn vô, ráp vô cho Phật trời vậy đó. Cho nên rồi nó rắc rối chứ dòng cơ. Cho nên chị cứ nhẹ nhàng đi, làm cái gì mình thấy thoải mái mình cứ làm. Rồi câu hỏi thứ hai nè. Xin thầy giải đáp cho con pháp danh không hoằng có nghĩa là gì? Không hoằng là hoằng không. Chữ hoằng á, chữ hoằng có nghĩa là hoằng pháp, làm cho nó rộng ra. Chữ không ở đây á có nghĩa là chân lý của các pháp. Chân lý của các pháp là không có gì mãi mãi tồn tại. Thí dụ như cái hoa này, nó đang có không? Có. Nhưng với cái nhìn của cái người nhìn Bát Nhã, hoa này là không có. Nhưng nếu nói cho đúng là không thật có, chứ không phải là không có gì. Nó có chứ, nhưng mà nó không thật có. Nó sẽ héo, nó sẽ tàn, nó sẽ rụng. Con người mình có không? Có. Nhưng mà có mãi không? Không. Không thật có. Vì sao không thật có? Tại vì vốn nó do nhiều yếu tố hợp thành, đất, nước, gió, lửa mà cấu tạo. Hoa này do đất, nước, gió, lửa mà có mặt, chứ bản thân nó không có thể có mặt được. Như vậy chữ không ở trong đạo Phật hay Bát Nhã Tâm Kinh muốn nói đó là không có thật các pháp nào, hay là pháp bất cứ hiện tượng nào cũng không hoàn toàn thật có mãi mãi. Và nó do duyên sinh, do phối hợp. Mà đã là duyên sinh thì tạm có thôi. Thí dụ như bây giờ quý vị có lá trà, có nước, thì mình làm được nước trà. Nhưng mà nếu như mình chỉ có lá trà mà có nước lạnh thì không làm được trà nóng. Nước nóng nó mới làm ra được nước trà, nó mới làm ra được cái nước mình uống là nước trà. Thì tất cả cái đó gọi là nhân duyên. Thì cái chữ hoằng không nghĩa là gì? Là người có khả năng hoằng pháp, làm cho cái pháp yếu của cái nghĩa lý không này nó rộng rãi, làm cho mọi người hiểu được cái nghĩa không đó. Chữ hoằng giống như chùa Hoằng Pháp đi. Chùa Hoằng Pháp nghĩa là chùa này chuyên môn
hay là đặc thù là làm cho giáo pháp được rộng rãi ra, gọi là hoằng pháp. Các thầy đi giảng gọi là đi hoằng pháp, làm cho giáo lý rộng rãi mọi người được hiểu, gọi là hoằng pháp. Mà có hoằng pháp thì sẽ lợi sinh, thấy không? Có hoằng pháp là làm cho người sống người ta nghe được, thấy không? Lợi lạc cho chúng sanh, gọi là hoằng pháp lợi sanh. Đó là bổn phận của người tu. Yeah. Ở đây là hoằng không, nghĩa là làm cho giáo nghĩa của chữ không này á, nó được rộng rãi, rõ ràng cho mọi người được hiểu. Dạ. Dạ, chị nhật này, con có con đến chết, con muốn hỏi, nếu con tiêu nó, con tiêu em, con em con dạng, hoặc con thiên thả, em con ở đâu? Trước khi nó chết con có hỏi không? Con có hỏi nó muốn gì không? Bây giờ theo ý của thầy nha, ý kiến thầy thôi. Con chó, con mèo mình nuôi, nó là có cái duyên với mình trong đời này. Nhưng mà bản chất đó là súc sinh, tức là con vật. Nhưng mà nó có duyên với con người, mình vẫn thương quý nó. Con giúp đỡ nó, con nuôi bằng tất cả tình thương của nó rồi. Thì bây giờ cái quan trọng nữa đó là con làm sao cho con vật con nuôi á, nó được giải thoát hết cái kiếp súc sinh của nó. Nó release completely cái karma của nó, là out of the karma of animals. Thì bây giờ á, con thiêu nó xong, con niệm Phật, con cầu nguyện như con người mình thôi. Vì nó vẫn là cái hiểu biết của giống như người mình thôi. Rồi xong đó con đem con rải nó, con không cần đem về nhà. Tại vì con đổ, con thương nó trọn vẹn đời này rồi, và con giúp cho nó được tái sinh đời tốt hơn trong đời sau. Thôi chắc mình tạm dừng ở đây đi, để quý vị còn câu gì nữa đâu. À, câu hỏi là mình có thể giữ cái tên của mình pháp danh không? Được, nếu mà tên đó đẹp. Thí dụ mình tên Nguyễn Thị Xoài, không đẻ tên là Thị Xoài, phải không? Tên nào cũng giữ làm pháp danh được hết, không sao hết đó. Nhưng mà nhớ là cái tên pháp danh nghĩa là gì? Pháp danh là cái tên trong Phật Pháp mang một ý nghĩa cho mình tu. Thí dụ như vị Phật tử này tên đẹp rồi, Minh Nguyệt, là trăng sáng. Cứ giữ đó mà giờ làm pháp danh của mình, có sao đâu. Yeah. Ăn thua mình xin thôi. Thôi bây giờ trước khi chúng ta đến phần cuối cùng, đó là phần cảm tạ hồi hướng đó, thì sẵn tất cả quý vị hôm nay cũng ghi danh quy y đó, để không có làm động chúng, tất cả cùng chắp tay chúng ta phát nguyện luôn một lần. Please join the poem. Tắt cái đó đi. Quý vị cứ ngồi tại chỗ rồi mình đọc nha. Tất cả quý Phật tử nào đã ghi danh quy y, thì đây là giờ phút quý vị phát nguyện. Và những vị nào chưa ghi danh, nhưng sao mình hiểu được ý nghĩa quy y, thọ giới là gì, thì mình phát tâm, thì mình đồng phát nguyện rồi ghi danh sau. Vì quy y nghĩa là sự trở về, quy là quay về, y là nương tựa. Quy Tam Bảo là trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng ba ngôi báo, và giữ năm điều đạo đức của nhà Phật, đó là không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè hút sách bê tha. Năm điều đó là năm điều để bảo vệ hạnh phúc cho cá nhân, hạnh phúc của gia đình và an lành cho xã hội. Cho nên một người có quy y là một người làm lợi lạc cho ba phương diện, chứ không phải là vô đạo, tức là mình nhập vào một tôn giáo nào, mà là chúng ta trở về sống lành mạnh bằng năm cái con đường thực tập này. Và quý vị nhớ, quy y để chúng ta sống đúng cái đạo đức của một con người trong xã hội này, đó là không làm điều ác, sẽ làm việc lành,
giữ tâm trong sạch. So today, some of you make the vows to become the students of the Buddha. Please understand that this is not the ceremony to, for you to become the member of any religion, but you are the member of the practice. From now on, you are the practitioner who able to change your negative habits to live with your positive habits. Anytime that you able to practice, the things will be changed. In other words, if you able to change yourself, right in yourself will become more positive. Your family will benefit and also the society. So this is not the time that you become a member of any religion, but you are the practitioner, the students of the Buddha. You're willing to take the Buddha as your teacher. You take the teachings of the Buddha as the way to live. And you take the community as your friends, as your Sangha, your community. So please repeat after Thay. I take refuge in the Buddha, the one who shows me the way in this life. Quy y Phật, con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. I take refuge in the Dharma, the way of understanding and love. Quy y Pháp, con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương và sự hiểu biết. I take refuge in the Sangha, the community that lives in harmony and awareness. Quy y Tăng, con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Đó là ba pháp quy tam bảo. Và đây là giờ phút quý vị tiếp nhận năm giới. Xin trả lời dạ được sau mỗi giới được hỏi. You just received the three refuges. Now it is time for you to receive the five mindfulness trainings. Please answer yes I do every time I ask your question. This is the first training. Aware of the suffering caused by destruction of life. I vow to cultivate my loving kindness, not to kill, not to encourage any acts of killing, even in my way of life or in my way of thinking. This is the first training. Do you vow to receive and practice it? Yes, I do. Đây là đạo đức thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật, không tán thành khuyến khích mọi sự giết hại, dù trong cách sống của con hay trong tư tưởng của con. Đó là giới thứ nhất. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì điều này được không? The second training. Aware of the suffering caused by stealing. I vow to respect the property of others, not to take anything that does not belong to me. And I will share within my capacity to those who in the real need. This is the second training. Do you vow to receive and practice it? Yes. Đây là điều đạo đức thứ hai. Ý thức được khổ đau và bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra. Con xin học theo hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác. Và con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con, đặc biệt là đối với những người thật sự thiếu thốn. Đó là điều đạo đức thứ hai. Quý vị phát nguyện tiếp nhận điều này được không? Yeah. The third training. Aware of the suffering of broken families in the society due to sexual misconduct.
I vow to be take my responsibility not to engage with any other relationship without love and long-term commitment. I understand that if I want to protect my happiness, I also learn to protect the other's happiness. And this is the best way to protect children from sexual abuse. Do you vow to receive and practice this? Đây là điều đạo đức thứ ba. Ý thức được đổ vỡ hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra. Con xin học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của gia đình con và hạnh phúc của gia đình người khác bằng cách không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là chồng hay vợ của con. Con ý thức được muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì bảo vệ hạnh phúc của người khác, và chính cách này mới bảo vệ được trẻ em để nạn tà dâm không tiếp tục trong xã hội đời sống hàng ngày. Đó là giới thứ ba. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Yeah. This is the fourth training. Aware of the suffering caused by unmindful speech and inability of listening deeply, I vow to cultivate my loving kindness, not to use words can hurt others. I understand that words can bring happiness, words can bring suffering. Therefore, I vow only to use loving speech in my daily conversation, and I learn listening deeply to others. This is the fourth training. Do you vow to receive and practice it? Yes, I do. Đây là điều đạo đức thứ tư. Ý thức được khổ đau và lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể mang hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang đến khổ đau, nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang an vui hạnh phúc cho người. Và con nguyện thực tập lắng nghe để giúp người khác vơi đi niềm đau nỗi khổ trong lòng, và cũng giúp cho con thấu hiểu người khác một cách trọn vẹn hơn. Đó là giới thứ tư. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Yeah. This is the fifth training. Aware of the suffering caused by unmindful consumption. Be aware of any food that bring into your body. Food that contain poisons may harm your body, may destroy your future. Also as electronic games, books, TV programs that contain violence, hate, passions, etc. This is the way, the only way to protect for both health, physical health and mentally health by mindfulness on your daily consumption. Do you vow to receive and practice it? Yes. Đây là điều đạo đức thứ năm. Ý thức được khổ đau do ăn uống thiếu chánh niệm gây ra có thể mang đến bệnh tật cho thân thể và tâm hồn, nên con nguyện cẩn thận với những sản phẩm, những thức ăn nào có chứa đựng độc tố để làm hại thân. Và con nguyện cũng không xem phim ảnh, sách báo, truyện trò có chứa đựng bạo động, căm thù, sợ hãi, vân vân, có tác động đến tâm thức của con. Con biết chỉ có phép khi nào có phép kiên cử, lành mạnh mới bảo hộ được thân tâm thật tốt. Đó là giới thứ năm. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì điều này được không? À, kính thưa đại chúng, quý vị vừa tiếp nhận năm điều đạo đức căn bản của một người Phật tử nói riêng và một con người trong xã hội nói chung. Bắt đầu từ giờ hôm nay, đại chúng cố gắng tinh tấn tu tập. Ai chưa ăn chay thì phát nguyện mỗi tháng ăn chay một ngày. Nếu người nào đã ăn chay một ngày rồi thì tăng thêm một ngày nữa là 2 ngày. Thí dụ như ai đã 4 ngày thì ráng thêm ngày là 5 ngày để tự biểu lộ, tượng trưng cho sự tinh tấn tu tập. Đây là cuốn sổ quy y. Quý vị nào quy y rồi thì sẽ có một cuốn sổ này. Và trong này có tên thật của mình, có pháp danh của mình, có ngày sanh của mình, và có cả năm giới mà quý vị vừa tiếp nhận bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Em nào mà quý thầy thấy tuổi còn nhỏ sanh ở đây
thì pháp danh sẽ được dịch ra luôn tiếng Anh để mấy em hiểu được cái ý nghĩa pháp danh của mình. Quý vị nào bên Nam quy y có pháp danh bằng chữ tuệ, tượng trưng cho trí tuệ, hiểu biết. Quý vị nào bên nữ, chữ pháp danh đầu của mình là chữ từ, nghĩa là từ bi. Từ bi và trí tuệ là bản chất của đạo Phật. Người có hiểu thì có thương thì có hiểu. Nói theo danh từ Phật giáo là từ bi trí tuệ. Và đó là hai cái chữ mà dùng để đặt pháp danh cho quý vị. For those who have taken the ceremony, this is your certificate to inform that you have received the ceremony. All the trainings in English and Vietnamese are also in here, with your Buddhist name and also English translation. Thầy Tịnh Tạng will give you this booklet later when you at the back of the hall, because we do not have enough time to call everybody to come up, because we also don't have enough space. So we would close the ceremony now, and you will meet at the end of the hall, at the door, to receive your booklet. Vì ở đây chúng ta không đủ không gian và thời gian cũng hết, cho nên chúng ta xin kết thúc ở đây. Thầy Tịnh Tạng sẽ đứng ở phía dưới cửa để gửi pháp danh cho quý vị, nếu quý vị nào đã ghi danh hồi trước đó. Còn nếu ai chưa ghi danh mà giờ phút vừa rồi đã phát nguyện, thì sau đó quý vị lấy tờ giấy ghi tên họ, ngày sinh của mình đầy đủ, rồi ở lại chờ, quý thầy cũng sẽ làm cái điệp giới cho quý vị luôn. Và bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.